Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập hành trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình bể trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh được Tử Vi muốn gửi tới quý bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri báo trước sự thật ở thời điểm vàng, trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Quý Mão sinh 1963, trời thương ban lộc, tiền vàng nước két, giàu sang viên mãn, an nhàn hưởng phúc. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Mão sinh 1963 thân mến, không nói ra không phải vì dạng sự đều ổn, không nói ra đơn giản là vì nói ra cũng không thay đổi được gì. Cái cần làm Quý Mão vẫn cứ sẽ là cái nên thực hiện, Quý Mão vẫn cứ sẽ thực hiện cái trách nhiệm phải gánh, Quý Mão vẫn sẽ cứ đối diện, chỉ là đôi lúc mỏi mệt quá, chán trường quá, suy tư quá, liệu có thể bỏ qua tất cả, nhắm mắt lại ngủ thật ngon, nghỉ thật an yên được không? Đôi vai này đã quá nhọc nhằn rồi. Trong tử vi học có nói rằng, mọi người khi sinh ra đều mang cho mình số mệnh khác nhau, tính cách cũng khác nhau, và chính vì tính cách quyết định rất lớn tới cuộc đời của một người. Có những người tuổi gặp rất nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhưng luôn giữ được sự lạc quan với cuộc đời và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Điều này giúp cho họ luôn bỏ được những gánh nặng ở trên vai, và đúng thật, sự nỗ lực cố gắng cũng như tinh thần tích cực sẽ góp phần rất lớn tới sự thay đổi cuộc đời của một con người. Và trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, nếu tuổi Quý Mão lưu ý được điều này thì sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang phú quý. Đặc biệt tuổi Quý Mão sẽ có quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, nhà cao cửa rộng, ẵm tiền tỷ gửi ngân hàng, tuổi già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy thì ngay sau đây, hãy cùng kênh Lộc xem diễn biến vận trình trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của Quý Mão sinh 1963 trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Quý Mão thân mến, có một cách nói như thế này, rằng trong mỗi con người đều có một vị Phật, nên đó là nguồn gốc của câu Phật tại tâm. Trong tâm thức của chúng ta có một vị Phật đang hiện hữu, đang tồn tại, đang chứng kiến từng hành vi trong từng nhịp thở của ta trong nhân thế để hướng về vị vật này. Không cần cúng dường cũng chẳng cần hương khói hay bất cứ thứ phàm tục chấp trước nào, có chăng chỉ cần làm đúng, chỉ cần hướng thiện, biết sám hối khi sai, biết chắp tay khi nguyện, biết cúi đầu khi học, biết cảnh cáo khi khẩn cầu những vướng mắc trong cuộc sống đời thường và quán cái trách nhiệm vào từng hành vi, vậy là đủ. Vấn đề là ở chỗ, vì Phật này ít người nhận ra, ít ai nhận thấy nó, người ta hay cầu Phật ở ngoài chứ ít khi hướng vào vị Phật ở trong. Không sai, khi cầu cúng bề trên nơi chùa to điện lớn, nhưng đừng quên dưỡng cái chánh niệm hướng bởi vị Phật trong chính con người mình. Người tuổi Quý Mão sinh 1963 là con mèo, tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim là kim bạch kim, hay còn gọi là vàng trang sức. Là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp, Quý Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Quý Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Quý Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Quý Mão là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm,
khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Quý Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Người tuổi Quý Mão tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của họ. Thực ra, họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định bất di bất dịch. Người tuổi Quý Mão đã theo đuổi điều gì là theo đuổi tới cùng. Họ có năng khiếu về khoa học xã hội, chính trị. Quý Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Quý Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn, dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Quý Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng, họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với Quý Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Quý Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Quý Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, Quý Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, Quý Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Quý Mão rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường thì rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm thì sẽ trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ luôn thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho Quý Mão. Quý Mão là người coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc thì họ sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh và tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần so với người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu cảm thấy mà quá áp lực hay quá căng thẳng thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm. Vì khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách, thì họ lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi. Là người rất bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai, trong cuộc sống, với mọi mối quan hệ, người tuổi Quý Mão luôn tìm cách dĩ hòa vi quý. Vì thêm một người bạn là sẽ bớt đi kẻ thù. Tuy không thích chiến tranh, mâu thuẫn hay gây sự với bất kỳ ai, thế nhưng một khi có người xúc phạm thì họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng, song lại không quyết tâm, kiên trì, thường rất dễ nản trí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì lại muốn chọn cuộc sống an phận, bình yên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, Quý Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Về vận mệnh cuộc đời, người tuổi Quý Mão thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống nhìn chung có nhiều vất vả, long đong ngược xuôi. Tuy nhiên, tuổi Quý Mão theo mệnh kim bạch kim, khá có duyên với tài lộc, thường hay có được vận may, tài lộc đầy nhà. Một số bản mệnh tuổi Quý Mão cũng may mắn có được cha mẹ để dành cho của cải, trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có, khá giả. Người tuổi Quý Mão nên cực kỳ cẩn trọng, bởi tiền bạc có nhiều trong tay, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện bất trắc xảy ra khiến phá tài, hao của. Nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư, tuyệt đối tránh xa cờ bạc, dây nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, tránh những cuộc vui chơi xa đọa không cần thiết để về già hưởng phúc an nhàn, sung túc bên con cháu. Cuộc đời Quý Mão sẽ vượt qua được mọi trở ngại trên đường đi để có thể vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, thế nhưng khi họ cần thì vẫn có thể hòa nhập cùng với mọi người trong cuộc sống. Họ luôn tìm cách né tránh những xung đột, mâu thuẫn,
Thế nhưng nếu có rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng với trí tuệ của mình, vì thế cho nên họ rất dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Mệnh số thời trẻ phải long đong, về sau phú quý, sống lâu, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly, cuộc sống về hậu vận được sung sướng, nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng trọn số trời. Người tuổi Quý Mão nói chung không thích tranh đấu, có lối sống bình yên, ít thăng trầm, mặc dù họ đối xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách khá xa với người thân, đôi khi không thích có gia đình, không thích gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Quý Mão sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Quý Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm tế nhị, trực quan sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, Quý Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhiều thông minh, lanh lợi, nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Nam mệnh tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự, tất cả những lời nói, cử chỉ của họ luôn hòa nhã, khiến cho mọi người luôn khâm phục bởi sự thông minh, cơ trí và sẽ nghe theo lời khuyên bảo của Quý Mão, vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột nên đôi lúc trở thành người nhu nhược, trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Cuộc đời của nam mệnh tuổi Quý Mão có nhiều điều tốt đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn. Sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đến hậu vận cũng sẽ được thảnh thơi, hưởng phúc. Nữ mệnh tuổi Quý Mão luôn hiền diệu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn, là người luôn biết cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Họ rất thích ăn diện, đặc biệt có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Cuộc đời của nữ mệnh tuổi Quý Mão gặp rất nhiều may mắn và thành công, đường công danh, sự nghiệp cũng được rộng mở, sáng lạng, tình duyên thì viên mãn, tài lộc dồi dào cả thời tiền vận và trung vận, về hậu vận cũng đều được thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên các phương diện cuộc sống của tuổi Quý Mão sinh 1963. Trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão cho thấy, nhiều khó khăn do cục diện tương xung và nguyệt lệnh lâm tuyệt ập đến sẽ khiến người tuổi Quý Mão phải sức đầu mẻ trán để ứng phó. Có thể thấy rằng thời điểm này Quý Mão có muốn nghỉ ngơi giãn cũng không được nữa, hãy hết sức tập trung vào công việc nếu không muốn những sai sót lớn xảy ra. Trong sự nghiệp có thể thấy khá lo lắng, bản mệnh tương xung với nguyệt lệnh, hung tinh hội tụ khá nhiều, vận khí tương xung, nên thời điểm này khá vất vả, bản mệnh hãy hết sức tập trung vào công việc nếu không muốn những sai sót lớn xảy ra. Quý Mão vốn là người có tầm nhìn xa và khả năng đánh giá, phân tích vấn đề khá nhạy bén. Tuy nhiên, nhược điểm của Quý Mão là quá kiêu ngạo, thích làm theo quan điểm cá nhân và thường xuyên gạt bỏ ý kiến của người khác. Bản mệnh dễ gây gổ, mâu thuẫn với những người có ý kiến trái ngược mình và điều này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến các mối quan hệ. Một số người sẽ bị điều chuyển công tác hoặc phải tiếp xúc với những nhiệm vụ mới mẻ. Nếu bạn không kiên nhẫn và cẩn thận học cách làm quen thì rất dễ cảm thấy bối rối, thậm chí đánh mất sự tin tưởng vào bản thân về những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi học khuyên tuổi Quý Mão không nên xúc tiến công việc gì quá lớn, bởi xung khí sẽ gây ra xung đột, cãi giả, khiến công việc của bạn bất lợi. Thất sát gặp xung khí nên gây ra nhiều tính cách tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến vận trình công việc trong thời điểm này. Người tuổi Quý Mão khá là ngang bướng, làm gì cũng tự ý hành động, bản tính tự do, ngang tàn, nên dễ gây ra hiềm khích với mọi người và tự mình rước vào gặp tiểu nhân chơi xấu,
Bởi vì tiết khí thời điểm này không ủng hộ, nên tử vi của tuổi Quý Mão trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch rất nguy nan. Quý Mão cần phải khắc phục tính cách bảo thủ, không nghe lời khuyên của ai, làm việc thì không thể lười biếng, cũng không thể tự mình quyết định, thiếu sáng tạo, để chính mình tụt lại phía sau. Tuy nhiên, căn cứ vào tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão cho thấy, hữu bậc cát tinh xuất hiện trong thời điểm này sẽ giúp Quý Mão giải quyết phần nào các khó khăn gặp phải. Con giáp này nên nắm chắc cơ hội để có thể tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì có thể gây ấn tượng được với quý nhân, thậm chí chuyển bại thành thắng. Tuổi Quý Mão nên nắm chắc cơ hội để có thể tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì có thể gây ấn tượng với quý nhân, thậm chí chuyển bại thành thắng. Nếu tuổi Quý Mão mong chờ những khoản tiền rủng rỉnh sẽ đổ về trong tháng này thì e là bạn sẽ phải thất vọng. Dường như các kế hoạch của bản mệnh đều không tiến triển được như ý muốn vì có nhiều nguyên nhân khác nhau. Với người làm công ăn lương, công việc trở ngại nên tất nhiên các khoản lương, thưởng sẽ không được như ý muốn. Bạn cần phải làm việc cẩn thận, hạn chế mâu thuẫn để không phải dùng tiền của bản thân đền bù thiệt hại. Người làm kinh doanh, buôn bán thường xuyên phải đối diện với sự bon chen, giành giật của đối thủ, hãy cẩn thận với các chiêu trò xấu của đối phương. Nếu bạn quá ngây thơ hoặc lơ là thì dễ sập bẫy tiểu nhân, khiến tiền bạc tích lũy bấy lâu đổ sông đổ bể. Ngoài ra, con giáp này cũng cần hạn chế gây gổ tranh cãi với khách hàng, đối tác. Dù đối diện với vấn đề gì thì bạn cũng cần hết sức chú ý, vừa để bảo vệ hình ảnh của bản thân, vừa ý thức được rằng tranh cãi không giúp bạn có thêm doanh thu, lợi nhuận trong thời điểm này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão thấy rằng, nếu bản mệnh đang mong chờ những khoản tiền rủng rỉnh sẽ đổ về trong thời điểm này thì e là Quý Mão sẽ phải thất vọng. Dường như các kế hoạch của bạn đều không tiến triển được như ý vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Với người làm công ăn lương, công việc trở ngại nên tất nhiên các khoản lương thưởng sẽ không được như ý muốn. Bạn cần phải tránh làm việc căng thẳng, hạn chế mâu thuẫn đấy, nếu không sẽ phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Người làm kinh doanh, buôn bán thường xuyên phải đối diện với sự bon chen, giành giật của đối thủ. Hãy cẩn thận với các chiêu trò xấu của đối phương, nếu bạn quá ngây thơ hoặc lơ là thì dễ sập bẫy của kẻ tiểu nhân, khiến tiền bạc tích lũy bấy lâu nay đổ sông đổ bể. Ngoài ra, Quý Mão cũng cần hạn chế gây gổ tranh cãi với khách hàng hay đối tác. Về mặt tài chính không được ủng hộ, đại hao vốn đó không phải là cát tinh, nên thời điểm này vận khí của tuổi Quý Mão khá mỏng manh. Nạn phá tài hoành hành khá nhiều, đi đường không cẩn thận dễ rước vào họa thì phi vào người, rồi lời qua tiếng lại mà còn phải đền bù khá nhiều tiền bạc. Nếu muốn vận trình tài vận của mình cải thiện thì Quý Mão nhớ không được có tư tưởng hưởng thụ, muốn an nhàn. Bằng không với suy nghĩ được sống trong hòa bình, hạnh phúc sẽ khiến tuổi Quý Mão thêm mất cảnh giác, lười biếng và chi tiêu hoang phí. Dù có đối diện với vấn đề gì thì bạn cũng cần hết sức chú ý, vừa để bảo vệ hình ảnh của bản thân, vừa ý thức được rằng tranh cãi không giúp Quý Mão có thêm doanh thu hay lợi nhuận. Người vừa bắt đầu bước vào một lĩnh vực mới nào đó càng phải thận trọng hơn, chớ nghe theo lời rủ rê của những kẻ mình chưa biết rõ. Tốt nhất bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi thêm kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng thông tin kỹ càng. Theo tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, hữu bậc cát tinh xuất hiện sẽ khiến tài chính thời điểm này của Quý Mão bớt phần ảm đạm. Nếu bạn biết cách chú ý lắng nghe, không hành xử kiêu ngạo, những người đi trước sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý. Hãy khiêm tốn lắng nghe, ắt có chỗ áp dụng trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Căn cứ vào tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão thấy rằng, về vấn đề sức khỏe, nhiều áp lực, căng thẳng đổ dồn tới trong thời điểm này khiến người tuổi Quý Mão không thể cảm thấy khỏe mạnh được. Tuy nhiên, may mắn là bạn cũng không phải đối diện với những nguy cơ lớn nào liên quan tới sức khỏe. Con giáp này hãy tâm sự những điều khiến mình khó xử với những người đáng tin cậy, tin rằng mọi người xung quanh bạn ai cũng sẽ lắng nghe và có người có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Nếu có thời gian rảnh, Quý Mão hãy ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể dục thể thao cũng là cần thiết nếu Quý Mão muốn nâng cao sức khỏe.
Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch, phương diện tình duyên của người tuổi Quý Mão cũng dễ lâm vào bế tắc trong thời điểm này. Điều khiến Quý Mão cần làm là xem lại cách ứng xử của bản thân. Nếu vô tình gây tổn thương cho người nào đó thì bạn nên chân thành nhận lỗi. Nhiều áp lực công việc ập xuống khiến Quý Mão thường xuyên thấy căng thẳng và khó chịu. Nhưng đừng vì thế mà đổ dồn những cảm xúc tiêu cực ấy lên đầu người thân. Người thân không những vô tội mà còn là những người thân thiết, gần gũi nhất với mình. Vì thế, hãy mở lòng tâm sự với mọi người, ít nhất bạn cũng có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cục diện tương xung còn cảnh báo có đào hoa xấu xuất hiện. Quý Mão nên dành nhiều thời gian để quan tâm và đối xử dịu dàng với nửa kia, đồng thời tránh xa những người có ý định làm thân tiếp cận mình. Nếu Quý Mão buông thả bản thân thì rất dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp, vừa gây tổn thương người thân, vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp của mình. Người độc thân vướng phải nhiều rắc rối trong cuộc sống, nên bạn không còn tâm trạng để nghĩ tới việc tìm kiếm nửa kia cho mình. Hơn nữa, Quý Mão thường đặt ra những yêu cầu quá cao khiến bạn nhìn ai cũng thấy không được như ý muốn. Quý khán giả thân mến, và ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Đầu tiên là tử vi từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh 1963. Nhìn chung, vận trình tử vi từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 âm lịch của người tuổi Quý Mão có xu hướng suy yếu, kém sắc, tình cảm vợ chồng thiếu yếu tố bất ngờ và lãng mạn. Hai bên có thể xảy ra chiến tranh lạnh liên miên, thậm chí còn chẳng có thời gian nhìn mặt nhau vì quá bận rộn với công việc việc và con cháu. Các mối quan hệ khác trong những ngày này xảy ra nhiều chuyện phức tạp, một phần do sự khách quan, nhưng phần lớn chính vì tính cách chủ quan, sự đố kỵ trong Quý Mão quá lớn. Vì kỹ tính lại hay để ý tới việc của người khác, bạn chẳng thể tập trung làm tốt việc được giao, hiệu suất làm việc giảm là điều khó tránh. Quý Mão cảm giác đã nỗ lực rất nhiều nhưng không được đền đáp là bao, làm việc gì cũng có người gây cản trở, muốn để đầu óc nghỉ ngơi tập trung làm việc cũng không xong. Những ai vừa mới tiếp quản chức vụ mới cảm giác áp lực vô cùng, đi đâu cũng bị soi mói, bản mệnh có thể suy nghĩ tích cực hơn. Điều đó chứng tỏ rằng bản thân mình đang là tâm điểm chú ý, được mọi người coi trọng, hãy cứ nghĩ theo hướng đó, tâm trí bạn sẽ không còn mệt mỏi nữa. Dạo gần đây, tuổi Quý Mão ăn uống không ngon miệng, người đau ê ẩm, cảm giác như chân tay rã rời, không có chút sức lực nào. Nhiều khả năng Quý Mão đã mắc chứng máu nhiễm mỡ, khí huyết không được đả thông, bản mệnh nên đi thăm khám càng sớm càng tốt. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Tý. Màu sắc may mắn: vàng, xanh dương. Con số may mắn: 35,16, 22 và 90. Tiếp theo là tử vi từ ngày 27 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh 1963. Tử vi cho biết, những ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch có hung có cát đang xen đối với người tuổi Quý Mão, sự nghiệp của Quý Mão sẽ gặp phải một vài trắc trở. Đồng nghiệp thiếu hợp tác vào những ngày đầu thời điểm, song đến ngày cuối cùng của thời điểm này thì mọi chuyện đang có dấu hiệu cải thiện, một số người còn nhận được lời khen ngợi của cấp trên. Phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão trong những ngày này nhìn chung bình ổn, chỉ có những người làm nghề tự do thì kiếm thêm được một khoản kha khá. Quý Mão nên học hỏi thêm kiến thức mới để tìm ra hướng đi mới, giúp kiếm thêm nhiều tiền hơn cho mình. Chuyện tình cảm của tuổi Quý Mão thì lại khá trầm lắng, con giáp này không muốn dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. Chính vì vậy mà bạn thường tìm cách từ chối những buổi gặp gỡ do người thân quen sắp đặt. Quý Mão thích sống trong thế giới riêng của mình hơn. Bạch hổ hung tinh cũng mang lại điềm báo, Quý Mão cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Quý Mão cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc, đồng thời chớ làm việc quá sức. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: tím, xanh nước biển. Con số may mắn: 63, 48, 70 và 11. Quý khán giả thân mến, người đang gây thù hận với bạn thực ra là đang giúp bạn hóa giải tội lỗi mà chính bạn đã gây ra trong quá khứ. Nếu bạn biết tỏ thái độ bình tĩnh, thấu hiểu, làm người lương thiện là cách hay nhất hóa giải những muộn phiền trong đời sống.
Lương thiện là cách sống dễ nhất nhưng cũng là khó nhất. Người lương thiện là người thiệt thòi nhất, nhưng cũng hưởng nhiều phúc báo nhất. Phật dạy, làm người quan trọng nhất là có tâm. Tâm ấy không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Người đã đi tới đường cùng không nên dồn ép người đã thấy được cái sai. Không nên vạch mặt người đã nhận ra lỗi lầm. Không nên hạch sách, hãy cho họ cơ hội chuộc lỗi. Sửa sai cũng là cách làm một người lương thiện. Đời người rồi ai cũng có cái khó của riêng mình. Hãy cảm thông với mọi người. Phật dạy làm người lương thiện là việc không cần cố gắng. Hãy học cách tự biến mình thành người lương thiện, hoặc ít ra là giữ vững sự lương thiện vốn có. Bởi vì bản tính sẽ quyết định thái độ, mà thái độ sẽ giúp ta thay đổi cuộc đời một người. Chỉ có bồi dưỡng đầy đủ đạo đức tốt đẹp, nhân ái, thiện lương, mang trong mình lòng biết ơn, thì người ấy mới tràn ngập dòng năng lượng thuần chính. Khi thân thể tràn ngập trường năng lượng thuần chính thì sẽ hấp thụ những thứ tốt đẹp thuần chính. Nghe lời Phật dạy về lòng lương thiện, nhất định phải nhớ để việc làm tích đức, hành thiện, bạn sẽ trút được muộn phiền cả đời, bạn sẽ được phúc báo. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.